Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tăng, 32 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Ninh, 6 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Tăng vốn là kỹ sư xây dựng, giám sát công trình tòa nhà B3, khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, thuộc phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, do công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước làm chủ đầu tư. Còn anh Lê Văn Tại, 32 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, là cán bộ ban quản lý dự án. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2020, tại công trình tầng 5 tòa B3, Tăng mâu thuẫn với anh Tại về việc thi công kéo cáp chịu lực. Trong lúc Tăng ngồi trên ghế dựa thì bị anh Tại đập hai cái ngã xuống sàn. Qua bức xúc, Tăng lấy cây sắt dàn dán dài khoảng 1m2, hai đầu gắn đầu sắt nhọn đánh thẳng vào đầu anh Tại, khiến anh này gục tại chỗ, chấn thương sọ não, thương tích 45%. Tại phiên xét xử, bị cáo Tăng đã thành khẩn khai báo và rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình.